The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu. Xbox, ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982. Công ty Dược Thảo Cảnh Thiên duy nhất tại miền Nam Cali, điện thoại 714-775-1069 hay 855-775-1069. Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn, và Huy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 27 tây của tháng 3 của năm 2023, và chương trình Luật Di trú và Nhập tịch được trực tiếp gửi tới quý vị từ 6 giờ chiều cho tới gần 7 giờ chiều tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì quý vị có thể đón xem chương trình Luật Di trú và Nhập tịch qua đài truyền hình của Viettv 57.11, và cùng một lúc cũng có thể lắng nghe chương trình qua Viet Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình Luật Di trú và Nhập tịch được xuất hiện qua đài truyền hình của Viettv 22.2. Tại khu vực San Jose, California thì chương trình Luật Di trú và Nhập tịch được xuất hiện qua đài truyền hình của Viettv 16.4. Chương trình cũng xuất hiện trên Viettv on DirecTV 2036, Viettv trên Facebook, Viettv on trên online và Viettv qua những cái Uno IPTV app. Cho dù là TV, social media hoặc là những cái app hoặc là radio, số điện thoại để cho quý vị gọi vào cho chương trình chiều tối nay là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Và nếu mà quý vị không có cơ hội trực tiếp theo dõi chương trình hoặc là gọi vào cho chương trình chiều tối nay, thì Tuấn sẽ Tuấn welcome cái câu hỏi và cái thắc mắc liên quan tới mặt luật di trú qua địa chỉ email của Tuấn. Email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Thưa quý vị, chúng ta đang xuất hiện trong chương trình 539, và trong chương trình chiều tối nay thì chúng ta có cái visa bulletin mới của tháng 4 của năm 2023. Và cái visa bulletin tháng 4 của năm 2023, cái phần A nó thay đổi rất là nhiều. Thay đổi rất là nhiều cho cái ưu tiên F2A là thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng hoặc là thẻ xanh bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi. Cho nên trong cái chương trình phần đầu của tối nay thì Tuấn sẽ bỏ thời gian để Tuấn đề cập cái sự thay đổi này, và mình sẽ cần chuẩn bị một số chi tiết để cho quý vị theo dõi và coi chừng cái vấn đề tuổi tác của con em của quý vị. Thường thường Tuấn gửi cái phần B của cái visa bulletin trước, nhưng mà ngày hôm nay tại vì cái sự thay đổi trên cái visa bulletin thì cho Tuấn gửi cái phần A của cái visa bulletin của tháng 4 của năm 2023. Thì bây giờ cho Tuấn xin mời quý vị theo dõi cái phần A của cái visa bulletin của tháng 4 của năm 2023, rồi sau đó mình cần giải thích cho quý vị một số chi tiết thay đổi như thế nào. Xin mời quý vị theo dõi cái phần A của cái visa bulletin của tháng 4 năm 2023. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 4 năm 2023, bản A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính và trung tâm visa đã xét duyệt xong, hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 12 năm 2014. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi đang giải quyết hồ sơ đến ngày 8 tháng 9 năm 2020. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 9 năm 2015. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 11 năm 2008. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 3 năm 2007. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 4 năm 2023. Và thưa quý vị thấy cái visa bulletin, cái phần A của cái visa bulletin của tháng 4 của năm 2023 có cái sự thay đổi rất là lớn. Thì cái ngày đáo hạn của cái ưu tiên 2A nó thụt xuống cho tới tút mãi ngày 8 tây tháng 9 của năm 2020. Ok.
Hiện tại chúng ta đang trong tháng 3 của năm 2023. Thì cái visa bulletin của tháng 3 năm 2023 thì cái visa nó đáo hạn, nghĩa là nó còn. Đó, nhưng mà bắt đầu tháng 4, nghĩa là còn vài ngày nữa thôi. Đó. Thì cái ưu tiên 2A là thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng hoặc là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi nó thụt xuống cho tới ngày mùng 8 tới tháng 9 của năm 2020. Ok. Đây là một cái chi tiết nó quan trọng, tại vì cái quan trọng để cho quý vị theo dõi hồ sơ để xem được khi nào phỏng vấn. Và nhiều khi mình sử dụng cái này để mình forecast, mình dự trù cái tương lai của cái thứ tự của cái này nó sẽ thay đổi như thế nào nữa. Và một phần nữa là khi mà nó thụt xuống như này, nó rất là quan trọng là quý vị để ý về cái vấn đề khóa tuổi trẻ em. Ok. Cho nên bây giờ mình nói sơ qua cái lý do tại sao nó thụt như vậy. Rồi sau đó thì mình sẽ đề cập cái quan tâm của mình là như thế nào. Ok. Cho nên cách đây khoảng vài tuần thì Tuấn có nói với quý vị trong một cái chương trình cách đây vài tuần thôi, là cái con số mà cái visa mà đang nằm với trung tâm visa. Đó. Nghĩa là cách đây vài tuần Tuấn cho quý vị biết rằng là hiện tại trung tâm visa có khoảng 3.915.000 cái hồ sơ và 501 cái hồ sơ, nghĩa là gần tới 3.9 triệu cái hồ sơ nằm với trung tâm visa. Thì trong đó đó thì chúng ta có 282.000 cái hồ sơ của F1, 383.000 cái hồ sơ của F2A, 411.000 cái hồ sơ của F2B, 617.000 cái hồ sơ của F3 và 2.2 triệu cái hồ sơ của anh chị em F4. Ok. Cho nên hiện tại bây giờ trung tâm visa, nếu mà mình nói cái hồ sơ đoàn tụ gia đình thì đó là cái con số để cho quý vị thấy là cộng lại hết khoảng 3.915.501 cái hồ sơ. Lý do 3.9 triệu là tại vì mình cộng luôn cái hồ sơ của cơ sở thương mại bảo lãnh cho gia đình nữa. Nhưng mà quý vị thấy, quý vị chú ý vào cái ưu tiên FIA là thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21 tuổi, thì trung tâm visa cho biết rằng kể từ cuối tháng hoặc là đầu tháng 11 của năm 2022 thì người ta có 383.000 cái hồ sơ đó, 383.653 hồ sơ FIA. Thì cái đó là tổng cộng lại hết hồ sơ nằm với trung tâm visa. Ok. Mình biết cái COVID nó ảnh hưởng rất là lớn cho cái vấn đề visa, tại vì nhất là nhiều cái cơ quan không có cơ hội để phỏng vấn, cho nên nhiều cái hồ sơ nó dồn đồng nằm lại với trung tâm visa, và nhiều cái visa không sử dụng thì nó khấn qua cái hồ sơ đoàn hồ sơ cơ sở thương mại bảo lãnh cho nhân viên. Đó. Thì trong cái 383.653 hồ sơ, hoặc là mình nói chính xác hơn, trong cái con số visa nằm với trung tâm visa là gần tới 3.9 triệu cái hồ sơ, thì mình chỉ biết rằng là nó có khoảng 388.908 cái hồ sơ mà được chuẩn bị phỏng vấn thôi, được chuẩn bị phỏng vấn đầy đủ hết tất cả giấy tờ. Nghĩa là mình có hơn 3.9 triệu cái hồ sơ về vấn đề đoàn tụ gia đình và cơ sở thương mại bảo lãnh cho nhân viên, thì trong đó có khoảng 388.908 cái hồ sơ mà đã đầy đủ hết rồi, chờ ngày phỏng vấn thôi. Lý do không phỏng vấn là tại vì cái lãnh sự quán không phỏng vấn kịp, cho nên đây là những cái hồ sơ mà cái visa nó đã có thủ tục 6 bước đã hoàn tất rồi, cái lý lịch của người ta đã hoàn tất hết luôn rồi, chỉ cần phỏng vấn và cấp visa cho người ta đi thôi. Đó. Thì cái con số tháng 2 là 439.000 cái hồ sơ lực, nhưng mà tháng 3 thì nó giảm xuống hơn 50.000 cái hồ sơ, tại vì tháng 3 danh sách phỏng vấn nhiều. Thì bây giờ còn lại khoảng 388.908 cái hồ sơ mà mình nói là document ready, là chỉ cần phỏng vấn và cấp visa thôi, thứ tự nó đã tới. Nhưng mà trong cái 388.000 cái hồ sơ này, mình không biết là bao nhiêu cái hồ sơ đó là F2A, mình không có biết, nó không trung tâm visa không có cho biết con số chính xác, nhưng mà mình biết tổng cộng lại hết
Trung tâm visa có khoảng 383.000 cái hồ sơ, 383.000 cái hồ sơ FIR là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi hoặc là diện vợ chồng. Thì trong cái 383.000 cái hồ sơ mỗi năm tài chính nha, mỗi năm tài chính nghĩa là bắt đầu ngày 1 tháng 10, con số nó bắt đầu lại cho tới ngày 30 tháng 9 là cuối năm. Thì mỗi năm tài chính thì cái FIR được cung cấp visa là tới 87.900 cái thị thực. Đó, thì 87.900 cái thị thực nha, chứ không phải là cái hồ sơ nha. Mỗi người là một cái thị thực. Đó, cho nên đừng có nghĩ rằng là 383.000 hồ sơ này là 383 cái thị thực, nó không phải. Giả sử người ta làm hồ sơ bảo lãnh FIR cho vợ người ta và con của người ta dưới 21 tuổi, thì nếu người ta vợ có một vợ một con thì nó là hai cái thị thực chứ không phải là một cái thị thực. Cho nên khi mình tính cái con số thị thực mà nó có quyền cấp mỗi năm tài chính, nó tính từ đầu người nha, từ đầu người chứ không phải từ hồ sơ. Đó. Mà một hồ sơ bảo lãnh có thể nhiều hơn là một người định cư. Đó, một cái thí dụ FIR nếu mà bảo lãnh cho diện vợ chồng người ta có con thì vợ người ta một hồ sơ và những cái đứa con ăn theo ta là một hồ sơ. Và nếu mà hồ sơ người ta là hai mẹ con thì đó là hai cái thị thực trong cái 87.900 cái thị thực mà đã có quyền cấp. Đó. Thì tại sao mà nó đi từ đáo hạn tháng này mà nó thụt tới cho tới tháng 9 của năm 2020? Là tại vì bắt đầu cái lãnh sự quán, bắt đầu cái đại sứ quán, bắt đầu sở di trú giải quyết rất là nhiều cái hồ sơ FIR. Cho nên vì lý do đó trung tâm visa thấy rằng là có thể cái con số 87.900 người ta sẽ sử dụng hết. Cho nên từ từ nó đi ngược lại. Cho nên những cái hồ sơ sau ngày 8 tháng 9 năm 2020 mà trong cái con số 388.000 mà được chuẩn bị phỏng vấn, mà nếu mà những cái ưu tiên nào trước ngày 8 tháng 9 thì vẫn được tiếp tục lên danh sách phỏng vấn. Còn những cái ưu tiên nào sau ngày 8 tháng 9 của năm 2020 thì người ta phải chờ cho tới cái visa nó có, phải theo dõi cái phần A của cái visa bulletin hàng tháng để xem nào mới lên lại danh sách phỏng vấn. Ok. Cho nên tất cả cái này nó nhức đầu, nó rất là nhức đầu. Thì bây giờ cái kết quả là cái gì? Cái kết quả là như thế này, là mình biết là từ tháng 3 năm 2020 cho tới tháng 5 của năm 2022, lãnh sự quán Hoa Kỳ Sài Gòn không có phỏng vấn bao nhiêu hồ sơ hết tại vì vấn đề COVID, tại vấn đề quyền hình pháp. Thì từ tháng 5 năm ngoái cho tới bây giờ người ta bắt đầu phỏng vấn. Nhưng mà nhớ rằng người ta bắt đầu phỏng vấn những cái hồ sơ gì? Người ta bắt đầu những phỏng vấn, đầu tiên người ta bắt đầu phỏng vấn, hẹn lại cái những cái phỏng vấn người ta hoãn tại vì COVID là đầu tiên. Rồi cái thứ nhì, đa số những cái hồ sơ được phỏng vấn là nó căn cứ theo cái thứ tự đó mà Tuấn đã đề cập nhiều trong chương trình. Giả sử giống như là quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho cha mẹ, quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho diện vợ chồng, quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi. Thì những cái trường hợp đó gọi là trực hệ có ưu tiên phỏng vấn trên những cái hồ sơ giống như ưu tiên 1, 2A, 2B, 3 và 4. Cho nên suốt cả cái thời gian từ năm ngoái cho tới bây giờ khi bắt đầu phỏng vấn lại với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn thì chúng ta thấy rất là nhiều cái hồ sơ trực hệ, chứ chúng ta không có thấy bao nhiêu cái hồ sơ thứ tự giống như là ưu tiên 1, F2A, F2B hoặc là ưu tiên 3 hoặc là ưu tiên 4. Wow, bây giờ mình bắt đầu mình thấy những cái hồ sơ được phỏng vấn, nhưng mà bây giờ cái thứ tự nó lại lùi xuống cho ưu tiên FIR. Cho nên mình phải thấy rằng là nếu mà quý vị bảo lãnh cho vợ, quý vị có thể săn bảo lãnh cho vợ, hoặc là quý vị có thể săn bảo lãnh cho con của quý vị dưới 21 tuổi đó, thì bây giờ nó thụt lại xuống. Cho nên hồ sơ quý vị không phải hoàn tất đâu, mà bây giờ chưa chắc cái thị thực nó còn đáo hạn tại vì cái thứ tự nó thụt xuống. Nghĩa là nó sử dụng con số rất là nhiều. Nhưng mà khi bắt đầu ngày 1 tháng 10 thì con số lại bắt đầu lại từ đầu, 87.000, 88.000 kéo thị thực nó cấp thì nó tính lại từ đầu. Đó. Cho nên khi mình thấy cái visa regression là cái thụt lùi của cái, thì,
cái visa bulletin thì bây giờ nó quan tâm tới hai phần. Okay. Phần đầu tiên là mình đi từ đáo hạn, từ current cho tới nó thụt xuống, nghĩa là tháng 3 nó đang đáo hạn, tháng 4 nó thụt xuống, nghĩa làm sao? Cái đó là cái sự thay đổi rất là lớn. Đó. Thì coi chừng cái đạo luật bảo vệ trẻ em CSPR. Đó. Tuấn cho cái thí dụ đi, giả sử nếu mà quý vị bây giờ có thẻ xanh bảo lãnh cho con của quý vị 19 tuổi đi, 19 tuổi ha. Ngày hôm nay quý vị nộp hồ sơ, sở di trú nhận hồ sơ ngày mai. Thì cái đó là ưu tiên FIA nó đáo hạn và cái luật CISPA bảo vệ cháu nó. Đó. Cho nên khi mà bắt đầu sở di trú giải quyết thì bây giờ nó không còn đáo hạn nữa. Nhưng mà khi mình nộp nó đáo hạn thì nó vẫn được cái sự bảo vệ dưới 21 tuổi, cho dù cái sở di trú nó chấp thuận sau này, hoặc là cho dù sau này cháu nó phỏng vấn, cháu nó trên 21 tuổi mấy, nó vẫn tính là ưu tiên FIA. Với điều kiện là gì? Với điều kiện là mình phải khóa cái tuổi của cháu nó lại khi nó có cái thị thực. Well, khi mình nộp, mình có cái thị thực rồi, tại vì ngày tháng 3 khi nhận hồ sơ nó vẫn là đáo hạn. Nhưng mà khi nó duyệt thì bắt đầu nó thụt, nhưng mà nó vẫn tính là khi nó đáo hạn. Thì quý vị có một năm kể từ ngày chấp thuận nha, kể từ ngày chấp thuận để khóa cái tuổi lại. Nhiều khi quý vị hoặc là trung tâm visa không có biết rằng là mình cần giữ cái bảo vệ của cái tuổi của cháu, hoặc là nhiều khi mà cái sở di trú nó chuyển qua cái trung tâm visa nó cho cái ưu tiên F2B chứ không phải F2A, thì mình phải điều chỉnh nó liền để giữ cái tuổi của cháu nó lại. Cho nên cái vấn đề này nó rất là phức tạp, mà Tuấn biết 100% sẽ có những cái người nào mà không có biết chuyên về mấy cái này sẽ mess nó up hết. Đó. Nghĩa là cháu nó được FIA không có giữ cái tuổi lại thì bây giờ nó chuyển qua FIB sau một năm. Đó. Cho nên những cái chương trình giống như chương trình này, mình hy vọng là quý vị hiểu rằng và quan tâm tới và để ý tới, cho dù quý vị tự làm hoặc là quý vị làm với những văn phòng, đề cập cái vấn đề này với người ta cho nó biết rằng là FIA bây giờ nó đáo hạn, bắt đầu tháng tới nó không còn đáo hạn, cái sự ảnh hưởng như thế nào, mình có thể mình giữ cái tuổi của cháu nó lại hay không. Đó. Và riêng biệt, nếu mà quý vị xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ, đó, thì cái FIA nếu mà quý vị có phỏng vấn, giả sử sau tới tháng sau đi, thì người ta không có quyền cấp cái thẻ xanh cho quý vị ngoại khi cái hồ sơ FIA đã có cái thư tự trước ngày 8 thì tháng 9 của năm 2020. Và thường thường cái policy, cái chính sách của sở di trú là nếu mà khi nộp cái visa nó có và khi phỏng vấn cái visa nó không còn, thì người ta không có thể từ chối cái hồ sơ đó, cái thẻ xanh của quý vị, và người ta hold cái hồ sơ lại, giữ cái hồ sơ lại in abeyance, nghĩa là giữ cái hồ sơ lại và người ta phải theo dõi cái phát triển của cái visa bulletin, rồi khi nào nó bắt đầu nó đáo hạn lại thì sở di trú nói với chấp thuận thẻ xanh. Nói như vậy, nhưng mà cái cách làm việc của cơ quan ở đây nó không có đơn giản như vậy. Nghĩa là sao? Là mình phải tự theo dõi cái hồ sơ khi nào nó đáo hạn lại. Rồi khi đáo hạn lại, mình phải nhắc nhở cái đó, cái cơ quan đó, cái sở di trú đó là ok, trước đây cái visa là ngày này, lúc nộp nó đáo hạn, khi phỏng vấn không có đáo hạn, không có quyền chấp thuận cho thẻ xanh. Bây giờ nó đáo hạn lại, làm ơn giải quyết cái thẻ xanh. Đó. Cho nên khi mà mình thấy cái thứ tự của cái visa nó đáo hạn rồi nó thụt xuống, thì cái đó là những cái quan tâm mình cần đề cập, especially cái sự thay đổi của cái visa nó rất là lớn, nó đi từ đáo hạn xuống, nó thụt xuống cho tới gần tới 2 năm rưỡi lận, hoặc là gần tới 3 năm lận, tháng 9 của năm 2020, bây giờ là tháng 4 của năm 2023, nghĩa là sao? Nghĩa là nó là 2 năm 7 tháng lận. Cho nên rất là quan tâm tới cái này, especially khi quý vị đang có cái hồ sơ FIA. Còn riêng biệt quý vị đang chưa có nộp hồ sơ FIA thì cái thời hạn nó chỉ còn vài ngày nữa để nộp vào, để giữ cái ngày đáo hạn của tháng 3 của năm 2023. Rất là nhiều chi tiết trong cái phần đầu của chương trình chiều tối nay liên quan tới cái thụt của cái ưu tiên FIA. Tuấn chỉ muốn make sure là ok,
cái này là cái vấn đề thay đổi lớn. Nếu mà nó, nếu mình hồ sơ của mình hoặc là gia đình mình trong cái tình trạng này, make sure quý vị làm việc với văn phòng, với những cái cơ quan để chú ý về cái phần này một tí, tại nó sẽ ảnh hưởng. Okay. Phần đầu của chương trình thì Tuấn cũng có cái thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ luôn, là người ta đã bắt đầu, người ta đề nghị cái thay đổi của cái lệ phí dịch vụ cho cơ quan của Bộ Ngoại giao. Đó. Đây Tuấn chỉ nói sơ qua thôi, là chúng ta bắt đầu thấy cái sự đề nghị thay đổi của cái lệ phí dịch vụ cho cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch rồi. Giả sử giống như hồ sơ bảo lãnh I-130 từ 535 đồng lên cho tới 700 mấy chục đồng nếu quý vị nộp online, hoặc là 800 mấy chục đồng nếu quý vị nộp qua bưu điện. Well, bây giờ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thông báo thì người ta sẽ thay đổi cái lệ phí hoặc là tăng cường cái lệ phí dịch vụ cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thì đây là sẽ có thể hiệu lực trong vòng vài tháng thôi. Hiện tại bây giờ nếu mà quý vị ở Việt Nam xin visa đi du lịch, quý vị điền cái DS-160 cho cái thị thực B1, B2 thì cái lệ phí của nó là 160 đô. Trong cái thời gian tương lai thì cái lệ phí đang lên 185 đô. Nghĩa là cái tăng cường là 25 đô, khoảng 16%, 16% của cái lệ phí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho cái hồ sơ xin du lịch. Quý vị thấy là trong cái thời điểm này cái vấn đề lạm phát, cái inflation nó rất là cao, thì cái lệ phí của Sở Di trú hoặc là cái lệ phí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nó tăng cường căn cứ vào cái đó. Thì quan tâm tới cái phần đó thôi, nhưng mà cái vấn đề lệ phí của chính quyền hoặc là nhà nước nó thay đổi thì bắt buộc mình phải nộp cho người ta, người ta phải giải quyết cái hồ sơ cho quý vị. Số điện thoại để cho quý vị gọi vào cho chương trình chiều tối nay là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Tuấn có rất là nhiều câu hỏi và thắc mắc quý vị qua email của Tuấn. Và một lần nữa, email của Tuấn là di.chu@luatsutuan.com. Đó là di.chu@luatsutuan.com. Tuấn gần hết thì giờ cho phần đầu của chương trình rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu phần 2 của cái chương trình Luật Di trú và Nhập tịch ngày hôm nay với một số câu hỏi quý vị mà quý vị đã email cho Tuấn. Chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong một giây lát.